Cháu mấy tuổi rồi cháu? Dạ cháu 10 tuổi. Ôi giỏi vậy hả? Hỏi một câu cái trả lời rạch ròi liền. Học lớp mấy? Dạ có 2 lớp 4. Học lớp 4 trường nào? Dạ có trường học tiểu học Đa Thiện. À dạ hả? Rất là rạch ròi. Học lớp 4 trường tiểu học Đa Thiện. Cô nào chủ nhiệm? Dạ cô Thúy. À cô Thúy hả? Là cô Thúy là chú không quen. Giỏi ha. Chiều nay được nghỉ là về phụ nhà hái hoa. Phải không? Dạ. Phụ nhà hái hoa đi bán. Biết hoa này hoa gì không? Dạ hoa sai lim. Ôi giỏi. Thấy không? Đà Lạt mình cái hoa, rau hoa nó thấm trong máu của con người Đà Lạt luôn. Bởi vậy cho nên là người ta bé tí như vậy nè. Nhưng mà hỏi biết hoa này hoa gì không? Dạ hoa sai lim liền. Đây là hoa sai lim trắng đây bà con. Sai lim trắng của Đà Lạt mình. Đây là thuộc phường 8 đó chị ha. Dạ. Hoa sa lam thuộc phường 8 thành phố Đà Lạt. Màu hoa rất là tươi nè. Không? Trắng tinh luôn, tươi mà cái cành hoa nó vừa đủ tuổi nè. Nó không có già, nó đang còn non mà nó vừa nở, bởi vậy cho nên là rất là đẹp. Nói chung là cái mùa này cũng hiếm tìm ra những cái vườn hoa sa lam mà nó còn nhiều mà nó đẹp như vậy lắm. Hoa sa lam này là giống ở đâu đây chị? Giống F1. F1 hả? F1 của nó trồng là nó đều của nó là F1. Dạ. Là giống này mình mua cái mình về mình tự ương hay là mình ương rồi mình về trồng chứ. À, họ ương xong mình về mình mua về. Họ ương xong mình về mình mua mình cấy ra đây hả chị? Dạ dạ. Mấy tháng thì mới được tới cỡ này đó chị? Dạ 3. 3 tháng hả? 3 tháng rồi. 3 tháng rồi bà con mới bắt đầu được cắt một đợt rồi hả chị? Cắt được. Cắt một đợt rồi mà nhìn thấy hoa nó dày không? Những cái cắt rồi xong rồi những cái mà chưa cắt còn lại là cái đợt sau thì nó ít hơn phải không chị? Mình chăm xong xong rồi thì nó cũng có lên lại nhưng giờ lại nè. À nó lên lại cũng dày như vậy. Dạ. Ăn thua người chăm. Dạ ăn thua người chăm. Cái bông nó đẹp giữa là nó dày lại. Dạ. Khi này nó cũng mầm nó bằng từ trước. Dạ. Nó ăn cả năm vẫn dày á. À dạ. Khi này vì lý nó ít cầm quá. Về đất nó mất độ phì hay là sao chị? Không phải. Do cái mầm cây. À. Mầm cây của nó không kỳ xưa kia làm cây là họ làm nó phát triển lên nhiều 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 ăn cả năm vẫn còn. Dạ. Mà bây giờ nó ăn nước đỡ. Tại trong tháng là thấy nó cỗi mất rồi. Là bắt đầu cỗi là mình phải phá rồi hả? Phá rồi. Dạ hồi xưa là ăn cả năm thì nó vẫn còn rất là sung bà con. Nhưng mà bây giờ thì 7-8 tháng thì nó cỗi rồi. Cho nên là bà con phải phá. Cái đây thì mới được có 3 tháng rưỡi thì còn được ăn 4-5 tháng nữa đây ha. À, qua Tết mình nó cây nó còn sung, mình chăm nó còn sung thì ăn tới nửa năm nữa. Dạ. Đây sa lam hồng nhạt đây. Bà con chắc mới thu xong rồi. Mà bây giờ nó còn lại một số ít đây là bà con đang nuôi lại để nó đẻ nhánh. Đã nhánh nó ra hoa lại đây. Đây là sa lam màu hồng nhạt. Chị, giống này của nước nào? Dạ. À, mình đặt màu thôi rồi bắt đầu là. À. Vườn ươm là họ tính theo màu chứ họ không nói là giống nào hả? Dạ, à, bà con thì chỉ tính màu thôi. Là màu gì? Bao nhiêu cây? Dạ. Đẹp chưa? Đó là mấy luống hoa sa lam màu hồng nhạt của bà con Đà Lạt mình đó. Đây là sa lam màu vàng đây. Dạ.
lan vàng. Bên kia là nguyên vật lớn xà lan trắng. Xà lan trắng nó có vẻ thịnh hơn, bán dễ hơn, bởi vậy cho nên là con trồng xà lan trắng nhiều. Rồi trồng thêm màu hồng nhạt, màu vàng đây để mà điểm vào thôi. Điểm vào xà lan trắng. Thường là cái hoa xà lan trắng này là bà con cắm bàn thờ là chính. Cá biệt cũng có số hộ thì số người thì họ cũng thích, họ cắm họ trưng bày ở bàn cho vui. Cái đa số là hoa xà lan là để cắm bàn thờ. Ồ, cái giỏi kìa kìa. Anh ôm ra kìa. Lần sau ôm cái chân nó đi trước nha. Cái chân đi trước đỡ gãy hoa. Hoa đẹp chưa? Hoa xà lan rất là tươi. Hoa non mơn mởn luôn. Mà mới nở. Cái cành của nó bà con thấy nhìn thấy nó non mơn mởn luôn ha. Cả cái gốc này, cái gốc cành này, gốc cành hoa đó họ bà con chăm kỹ, bởi vậy cho nên là từ cái gốc lên cái ngọn là nhìn thấy nó non mơn mởn luôn. Mặc dầu lá thì dưới nó vàng vàng tí, nhưng mà thu hoạch xong rồi bà con tiếp tục là bỏ phân thì nó lại bung lên lại. Hoa xà lan đợt này mình thu hoạch để mình cung cấp cho thị trường nào vậy thưa chị? Mối ở đây đóng đi Sài Gòn, đóng đi lung tung hết, mình không biết được, cứ giao cho họ đây, họ đi đâu rồi đi. À, mình cắt xong rồi mình giao cho vựa hoa hả chị? Dạ, giao vựa họ đóng đi, họ đóng đi đâu rồi đi. Để nữa không cho, để nữa. Vậy thì vựa họ đặt hàng mình là một ngày bao nhiêu ký đó phải không chị? Dạ, thì ví dụ như gần cử rồi, ví dụ rồi đi mấy tạ rồi vậy. À, vậy ạ. Gần cử bông rồi nè. Dạ, hôm nay là ngày mấy tạ rồi hả? 10. 10 rồi hả? 10 rồi. À rồi tới cửa rằm tháng 8 rồi đây. Ngày mai họ đi đây. À cắt ngày mai họ đi. Họ sẽ đi Sài Gòn hoặc các tỉnh. Họ đặt là mình làm trước. À. Mà cái hoa xà lan này thì để cũng lâu được mà hả? Dạ. Để mấy ngày được mà. Dạ. Nhưng mà mai là họ bó rồi đi rồi. À dạ. Dạ. Mai là họ bó họ đi rồi, bởi vậy cho nên mình lo cắt mình chứ nó đặt trước mình thì mình làm trước, mà không đặt thì nó mai nó đặt cho mình, mai mình làm. Đợt này là nó đặt mình mấy tạ đây? Thì nó có ngày nó đi một tạ, hai tạ rồi vậy, nó đặt từng đó rồi mai đi tiếp. Mình cắt cho nhiều mối chứ, nếu mà một mối thì cử này mình đặt không cắt hết được đây. Dạ. Phải không? Dạ, nhiều mối chứ. Ừ, mình sẽ cắt cho nhiều mối. Cứ mối, tại vì không có phải mà vừa bông mà một mình. Dạ. Ví dụ như đi không có bông á thì nó kêu nhiều. À dạ. Mà bông ít thì nó phải chia ra. À. Nãy giờ cháu cắt được bao nhiêu ký rồi cháu? Hả? Mới 5-7 ký thôi hả? Chắc mới ra cắt thôi hả? À, rồi mà chiều tối mình mới giao hàng hay là cắt xong rồi giao liền? Cắt xong giao. À vậy hả? Cho chú hỏi thăm cái này cái cháu. Dạ. Tại sao chú nhìn thấy là cái hoa xà lan trắng thì trồng thật nhiều, mà màu hồng nhạt với lại màu vàng thì mình trồng cái số lượng ngang bằng với nhau mà ít thôi. Dạ, mình chủ yếu mình đi màu trắng, lúc rẽ thì mình kèm cái màu vô nó dễ đi hơn thôi. À. Chứ xà lan thì đa số người ta cắm màu trắng hả? Dạ. Mình trồng mà chủ yếu màu trắng. À. Chủ yếu là màu trắng. À. Khi trồng chủ yếu màu trắng. Rồi mình lúc mà rẻ mà khó đi hàng là mình kèm mấy cái màu màu vàng, màu đỏ rồi các thứ ra cho nó điểm đi, xuyến cho nó đẹp. Dễ bán hả? Dạ. Chứ mình trồng màu trắng không lúc rẻ nó khó đi đó. À vậy hả? À. Còn lúc mắc thì sao? Lúc mắc sao cũng được. À sao cũng được ha? Có màu điểm cũng được ha? Không có màu điểm cũng được ha? Dạ. Xà lan này tính ký hay là tính gì cháu? Tính ký. À. Tính ký chứ nó thế này thì đâu có tính bó được ha? Dạ. Mình cắt xong mình bó lên tương bao nhiêu ký mình giao người ta ha? À vậy hả? Rồi nếu mà mình cắt về xong rồi về vựa người ta có lựa lại không? Có soạn lại không? Bó chứ. À vậy hả? Người ta sẽ lát xe lại. Bó cỡ bó mấy lạng á. À. Xà lan, hoa xà lan trong cái cử này được giá không cháu? Cái đợt lục bên Hà Nội rồi đó. Đợt lục ngoài hiện tại ngoài Bắc đang bị lục lội lớn vậy thì làm sao mà rẻ được? Nó có ăn rồi chú. À nó không đưa hàng ra hả? Dạ. Nó không ăn hàng.
Bởi vậy cho nên là đợt này hơi rẻ hả cháu? Rẻ là nó tầm khoảng bao nhiêu một ký? Bữa nay cũng 20 mấy ngàn à. À, 20 mấy hả? 20 mấy là nó hơi thấp hả cháu? Cũng tạm tạm rồi mà. Chú thấy 20 mấy cũng tạm tạm, nhiều cái đợt nó có 7-8 ngàn một ký. Nông dân mình khóc luôn á. Ừ, nhiều đợt mà chú thấy có 5-7 ngàn là lỗ chết luôn. Chứ mà 20 mấy ngàn thì nó cũng có ăn chút. À, người nông dân thì khi mà làm ra hàng hóa, nhất là rau với hoa này, thì nó tốn công sức gì lắm. Và nó yêu cầu là mình phải chăm bón giống như con vậy đó. Hàng ngày ngoài vườn xem thử cái rau hoa nó có đổi màu, hoặc là nó có sâu bệnh hay cái gì không, hoặc là có nấm. Bởi vậy cho nên là bà con rất là kỹ lưỡng. Cho nên là khi nó lớn lên rồi á, nó đẹp rồi thì ai cũng mong là có được giá một tí xíu, để mà nó bù vào cái công chăm sóc với lại cái đầu tư của mình. Nhưng mà đôi khi á, như hôm nay á, thì cái rằm là rằm tháng 8 này, là rằm trung thu nè. Thì trong cái cử này thì giá được 20 mấy thì cũng tạm được. Chứ còn đôi khi mà nó rớt quá thì bà con lỗ chết luôn. Mà lỗ thì bà con không dám, mùa sau không dám trồng. Hoặc là lỗ xong rồi đợt tới là cũng không muốn bỏ phân nữa. Không muốn đầu tư cho tới nơi thì hoa nó sẽ không có hoa đẹp. Mà chẳng hạn như Hát Farm thì nó đầu tư rất là kỹ, thì hoa nó lúc nào nó bán đôi khi gấp đôi giá của nông dân ở ngoài ha cháu ha. Hát Farm á thì do nó đầu tư đúng mức, và nó đầu tư hết, gọi là hết mức luôn á. Cây mà ăn được cỡ nào và ra hoa đẹp cỡ nào là nó ráng làm. Bởi vậy cho nên với là nó có thương hiệu, thành ra giá hoa của nó lúc nào cũng cao. Nhưng mà đôi khi chẳng hạn như là Hát Farm mà nó trồng Salem á, thì hoặc là hoa cẩm chướng đơn á, thì mình thấy rằng mình cũng quay mấy cái clip cho bà con coi đó. Cẩm chướng đơn bà con nông dân ở ngoài trồng mà năm đầu tiên rồi các thứ, hoa nó đẹp giống như Hát Farm vậy, nhưng mà giá thì cũng bằng nửa Hát Farm thôi. Còn bây giờ đây nè, bông này Hát Farm không có bằng. Dạ, bây giờ bông này á rất là mướt, cho nên mình nói Hát Farm á, Hát Farm thì nó không có xa đâu. Hát Farm là cái đồ bên kia thôi nè, sát đây nè. Cũng một thổ nhưỡng, một khí hậu, rồi cũng một nguồn nước để tưới. Chứ mà hoa của nông dân mình á, trồng bên cạnh nhà, chăm sóc rất là kỹ. Không có cần kỹ sư nông nghiệp kiểm tra gì hết. Nhưng mà rất là kỹ, hoa rất là đẹp, rất là tươi. Bà con nhìn đây mình nói có sách mất có chứng. Chú Khôi vô quay bó bông á. Dạ. Yeah. Có bó bông cột rồi, trong rồi chú Khôi quay. Nhưng mà giá cả của nó đó, bà con biết. Giá cả của nó đâu có được như ý đâu. Giá cả nó bấp bênh. Còn Hát Farm á, là giá nó rút nào lúc nào cũng cao. Cao. Ừ. Ở gấp như sầu tím á. Dạ. Là mình đây 300 mấy nốt, 38. Ừ, đó. Cái giá nó gần gấp đôi. Cho nên bà con nông dân mình á, làm thì làm vậy đó. Nó đôi khi lãi nó không được nhiều. Không? Thặng dư nó không được nhiều. Sau khi bán trừ đầu tư rồi các thứ nó còn lại chút ít. Sống lấp lửng thôi chứ không có giàu có được. Nhưng Hát Farm thì nó làm giàu được đó nha. Hả chị ha? Dạ, Hát Farm nó làm giàu vì hoa. Hoa nó xuất khẩu. Nước ngoài. Ừ. Thị trường nó hoa xuất khẩu nước ngoài. Nó chở bằng máy bay. Còn dân mình thì trồng bán thị trường trong nước thôi. Trong nhà mình tự cắt thôi hả chị hả? Mình có thuê công không? Thuê công nó làm hư bông của mình. Vậy hả? Đó, thấy không? Bà con kỹ chưa? Thuê công, nếu mà thuê công thì họ dễ làm hư bông lắm. Nó dễ cái bông. Không cẩn thận tí xíu là nó là gãy. Cái này thấy không? Bà con nhìn thấy không? Đây nè. Không cẩn thận thì là nó gãy liền ha. Mình làm, tự mình làm là gãy ít mà họ làm nó. Họ làm thì nó gục. Nó gục ngang, gục dọc hết vậy hả? Dây ở dưới này, dây nhọt nhọt ở dưới đây nữa nè. Dạ. Nó sợ nó cắt trúng nữa. À. Cắt trúng dây nữa cũng hư. Mình tưới phân á. À dạ. Mình vô phân vô thuốc. À đúng rồi. Đúng rồi, có dây tưới đó, dây tưới đem vô phân vô thuốc đó, dễ bị cắt trúng. Nó ba đường. Dạ, ba đường, đường giữa hai đường hai bên, ba hàng là ba đường đường dây tưới. Họ làm như thế đây, mình làm ít thuốc đó, mình không có. Dạ, vườn như thế này mình trồng được mấy trăm mét hả chị? Đây có 500 mét nha. À, 500 mét vuông, hiện tại cái khung này chỉ có 500 mét vuông thôi. Ngoài cái này mà chị còn làm đâu nữa không? Còn là mấy xã chứ... À. Sao? À. Dạ. Thì chị trồng như vậy 500 mét vuông này thì được chừng cỡ mấy tạ hoa? Cái này cắt một đợt chắc được
một một lứa của nó giống vậy á. Dạ. Lứa này tắt là được cỡ tấn á. Dạ, tấn một lứa cắt từng tấn mà khoảng một tháng thì chị cắt lứa không? Tháng cắt hai lứa chứ. Hai lứa hả? Hai cử là hai lứa. À, hai cử là hai lứa, tức là cử nào cũng có cắt hết. Không, cử nào có cắt nhưng mà cái bói này á là nó dày bông hơn á là mới được một tấn. À. Cái kia không có được. À kia nó ấy rồi nó không có bói là nó rạc nó ua nhau nó lên một loạt vậy. Dạ. Còn ví dụ cái lứa này là nó thưa cây rồi. Dạ. Thưa cây rồi nó ít. À. Nó bằng nửa thôi. Lứa sau thì nó được nửa thôi nè. Bây giờ đây nè, bông này là bông của lứa sau nè. Của cử sau nè, đó nó thưa. Giống như là bông vàng bên này nè, đó. Cử sau nó thưa. Bắt đầu mấy cái cử sau là nó thưa lần mãi như vậy hay sao chị? Không, nó thưa tùy theo cây á mà nó đẹp nó thì nó nên dày dày lên chút nữa. À cây nó đẹp nó sung lại là bắt đầu mình chăm không, sóc nó sung lên. Cũng gần gần giống đây. À nó gần giống đây hả? Vậy là nó là lại tiếp tục nó lên tốt lên, nó lên nhiều cành ha. Nó bung lên nhiều cành thì bắt đầu nó ra tốt thôi, chẳng hạn như cái đây nè. Tốt xong mà có cái con cái cành, này, cái con đang lên. Cành đó, cành con nè, cành bông con nè. Dưới đây cành bông con nè, đó, nó đang lên đó. Những cái cành này cành thay thế cho cái đợt sau đó. Này đợt sau nữa. Nó mới ra lớn để mà nó ra hoa. Thì chị thấy cái trồng cái loại hoa này nó hiệu quả hơn hoa cúc không? Tùy theo giá, ví dụ giá nó ngon hơn á. Nó đắt á, thì nó ngon hơn. Yeah. Mà nó rẻ thì nó thì thua hơn. Không biết chịu được. Thì theo giá cả thị trường á. Yeah. Hoa cúc thì nó cắt một loạt cái hết ha. Dạ. Ba tháng người ta đồng một loạt. À dạ. Còn cái này thì cắt lai rai cử nào cũng có. Dạ. Cái này mình lai rai. Dạ. Cái hoa này người ta sử dụng để trang trí hay là để cắm bàn thờ gì chị? Cắm bàn thờ trang trí rồi đúng không? À. Nó màu trắng này. Dạ. Xuyên nó cái loại hoa khác vô. Dạ. Ừ. Cắm bàn thờ cũng được. Bàn thờ là chủ yếu luôn á. À, chủ yếu là bàn thờ. Ừ. Hoa này nó bền được 5-7 ngày á ha. Ồ, cái lâu này bền lắm. Không phải 5-7 ngày đâu, 10 ngày á, hơn 10 ngày trở lên á. 10 ngày trở lên. Cái còn cái sau thì nó được khoảng bao nhiêu ngày chị? Sau cũng lâu lắm. Dạ. Sau cũng lâu. Sau cũng cỡ lắm. Ừ. Tại vì cái thường mấy cái cây mà nó gục hay gục đầu á là nó bị gục đầu, còn cái này cắm là nó tươi cũng lâu. Dạ. Nó không có bị gục đầu. Còn những cái hoa nó bị gục đầu như là cắt tường đồ đó. Dạ. Là nó hay gục đầu nó thiếu nước nên nó gục đầu, cái nó gục rồi nó có thể xấu đi. À dạ. Còn đúng rồi, cắt tường thì cái hoa nó nặng quá thiếu nước cái nó gục liền. Dạ. Cái đầu hoa nó nặng. Sao làm đẹp không? Dày căng luôn không? Họ rất là đẹp. Đây là con đào nhìn đẹp không? Đây là cái vùng phường 8 và cũng vùng đất đỏ Ba Gian này. Đất bà con nhìn thấy đỏ âu. Còn cái đất đỏ âu này á nó trồng được rất là nhiều thứ, đất là đất đỏ Ba Gian. Đất phong hóa từ núi lửa. Cái diện tích mà đất núi lửa ở Việt Nam nó cũng không có nhiều. Nhưng mà nó phân bổ từ cái vùng Tây Nguyên đến Đông Nam Bộ, Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, cho đến Lâm Đồng, cho đến Đồng Nai, một số Đồng Nai nữa. Thì đây là một vùng đất rất là quý để mà bà con canh tác nông nghiệp. Vùng đất rất là tốt. Cho nên cái quỹ đất mà Ba Gian này thì nói chung là phải giữ để làm, chứ không nên có. Mình thấy nhiều cái dự án bao ôm toàn là đất Ba Gian ở cái vùng Tây Nguyên này, mà những dự án nó không cần những cái vùng đất tốt, nó chỉ cần có mặt bằng thôi mà đem đi làm những dự án mà không phải về nông nghiệp, nó rất là uổng cho cái vùng đất canh tác sau này là không có để mà làm.
Đây, một bó bông giống như bó bông cô dâu hắn, đẹp chưa? Bó bông mà bà con mới vừa cắt ngoài vườn xong đem vô đó. Cái anh cũng tí nhỏ tí đó, anh vô mà anh cột được bó bông nè. Con cột đấy hả? Không phải, đó là bà nội cột đây. Bó bông đẹp chưa? Đó. Trời ơi, bó này mấy chục ký, ồ nặng lắm à. Bó bông này chắc phải 3-40 kg. Đó.